Xin chào các bạn, Giang đây. Và đây là danh sách 30 phim hay nhất 2019 mà rất nhiều bạn đang chờ đợi nhưng giờ mới được hoàn thành vì như mọi lần, việc xem được hết những phim này ở Việt Nam không hề dễ. Liệu năm nay Fevim có mở thêm chi nhánh ở nước ngoài để khắc phục vấn đề này không? Chắc chắn là không. Còn giờ thì hãy đến với phim thứ 30. Dương Quang Phổ Chiếu là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trung Mạnh Hoành, kể về một gia đình bình thường ở Đài Loan có hai người con trai với tính cách trái ngược. Đây cũng là khởi điểm cho bi kịch của nhà họ Trần, khi người anh A Hào hiền lành, điềm đạm, chăm chỉ, còn người em A Hỏa gây rắc rối khắp nơi đến mức phải vào trại giáo dưỡng. Lấy bối cảnh năm 1996, khi cuộc khủng hoảng tại eo biển Đài Loan vừa chấm dứt kéo theo rất nhiều những thay đổi về chính trị. Thế nhưng, những con người bé nhỏ này dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó. Họ như lạc ra khỏi dòng chảy của lịch sử, của cái chung vì họ còn loay hoay chưa giải quyết xong câu chuyện của cá nhân mình. Phim đặt ra rất nhiều những vấn đề sâu sắc, đồng thời tạo nên một bức tranh đa chiều với những góc khuất trong xã hội, nơi con người buộc phải mâu thuẫn với chính lý tưởng của bản thân. Phim là một trải nghiệm tuyệt vời để bạn chiêm nghiệm lại về những gì ta đã bỏ lỡ, những sai lầm của ta với người ta thương nhất, và cả những giấc mộng dang dở mà mãi mãi ta chẳng thể nào biến nó thành sự thực. Booksmart là một minh chứng khá rõ ràng cho việc, dù bạn lựa chọn một đề tài cũ, bạn vẫn có thể đem đến một bữa tiệc cảm xúc đầy sắc màu mới mẻ khi bạn biết thay đổi góc nhìn và cách kể chuyện. Phim theo chân hai học sinh mọt sách Amy và Molly trong những ngày cuối cùng tại trường cấp 3, khi hai cô nàng nhận ra mình đã có những năm tháng đi học quá nhàm chán và bỏ lỡ nhiều điều thú vị. Cả hai quyết định tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng này một cách sôi động, táo bạo và bùng nổ nhất có thể. Dù bối cảnh tiệc tùng của các cô cậu thiếu niên đã quá quen thuộc, Booksmart vẫn đem tới rất nhiều khoảnh khắc thú vị bởi cách kể chuyện thông minh, sáng tạo và xây dựng tuyến nhân vật chắc chắn. Phim cũng lồng ghép các yếu tố thời đại như tình yêu đồng tính, tình bạn, tình dục hay bạo lực học đường một cách cực kỳ duyên dáng, đem tới những tiếng cười thỏa mãn cho khán giả. Dù có khá nhiều câu chuyện được đem đến trong suốt 100 phút phim, nhưng tất cả đều được xử lý nhịp nhàng, hợp lý, biến đây trở thành một trong những tác phẩm về tuổi trưởng thành đáng xem nhất thập kỷ vừa qua. Tác phẩm được thai nghén hơn một thập kỷ của MCU không chỉ mang đến cho khán giả lời giải đáp cho câu hỏi làm sao các anh hùng của chúng ta có thể ngăn chặn Thanos và cứu lấy vũ trụ, mà nó còn là màn hội tụ của hàng loạt những phân cảnh hành động đỉnh cao, hoành tráng bậc nhất lịch sử điện ảnh. Với một cốt truyện thể hiện rõ tâm huyết và hoài bão của Disney, phim liên tục đẩy chúng ta từ phấn khởi sang âu lo, từ vỗ tay sung sướng đến reo hò khoái chí, và dĩ nhiên, phim cũng sẽ không quên làm bạn phải rơi nước mắt. Vượt lên trên khuôn khổ một bom tấn giải trí vui vẻ thông thường, Endgame còn dũng cảm gửi đến người hâm mộ một hồi kết chân thành, thỏa mãn cho tuyến nhân vật trụ cột đã gắn bó cùng chúng ta từ những ngày đầu tiên của MCU. Nếu bằng một cách thần kỳ nào đó mà bạn chưa có cơ hội thưởng thức Avengers Endgame, thì hãy chuẩn bị cả bỏng ngô lẫn giấy ăn, vì đây chắc chắn là một trong những trải nghiệm điện ảnh đặc sắc nhất từng được làm ra. Rocketman mở đầu với hình ảnh một người đàn ông trong trang phục diêm dúa bước vào trung tâm cai nghiện với lời tự sự đầy cay đắng của một kẻ nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện tình dục, nghiện mua sắm và cuồng ăn vô độ. Đó chính là những lời miêu tả về cuộc sống cá nhân của huyền thoại âm nhạc nước Anh Elton John. Bên cạnh những ánh hào quang rực rỡ trong sự nghiệp, phim gây xúc động khi tái hiện những góc khuất trong tâm hồn của người nghệ sĩ và giúp ta chạm đến những khía cạnh chưa bao giờ được biết đến ở Anh. Dường như những bộ đồ sặc sỡ cùng những sân khấu cuồng nhiệt hóa ra chỉ là vỏ bọc nhằm che đi sự cô đơn của chàng trai luôn thiếu thốn tình cảm và bị động trong các mối quan hệ. Với diễn xuất tuyệt vời của Taron Egerton, các màn trình diễn theo phong cách nhạc kịch được dàn dựng ấn tượng cùng âm nhạc được chọn lọc hợp lý, giàu cảm xúc, Rocketman không chỉ dừng lại ở một tác phẩm tiểu sử hào nhoáng mà thực sự đã chạm đến trái tim của người xem bằng một câu chuyện riêng tư về một tâm hồn lạc lối. Với The Two Popes, biên kịch Anthony McCarden và đạo diễn Fernando Meirelles đã hoàn toàn thành công trong một việc không đơn giản là khiến khán giả hiểu được câu chuyện đằng sau sự kiện chuyển giao quyền lực hiếm thấy của giáo hội Công giáo. Vào năm 2012, trong khi đường lối truyền thống từ bấy lâu khiến Hồng Y Bergoglio, tổng giám mục của Buenos Aires, một trong những người được kính trọng nhất của giáo hội lúc bấy giờ, cảm thấy công việc của mình không còn đem lại nhiều ý nghĩa như trước và muốn nghỉ hưu, thì giáo hoàng Benedict XVI đã triệu tập ông đến Vatican để trò chuyện. The Two Popes đặt ta vào tâm những cuộc đối thoại về đức tin thấm đẫm sự chiêm nghiệm giữa hai tượng đài quyền lực nhất giáo hội Công giáo lúc bấy giờ. Để rồi từ đó, phim sẽ khiến ta thấu hiểu rằng đằng sau lý luận mỗi người đều là nỗi niềm yêu thương hàng tỷ con chiên xung quanh thế giới. Là phim thứ hai sau Unsane được đạo diễn Steven Soderbergh quay hoàn toàn bằng iPhone, phim đưa chúng ta trở lại nước Mỹ vào năm 2011 khi giải bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ NBA bị trì hoãn do các cầu thủ và những người chủ không đi được tới thỏa hiệp trong việc chia chác doanh thu. Có phần khó theo dõi khi nặng về thoại và đòi hỏi đôi chút kiến thức có sẵn về giải đấu này, nhưng đằng sau những rào cản đó là những lời thoại sắc bén, một trải nghiệm đầy năng lượng và một tuyên ngôn cực kỳ đáng suy ngẫm về vị trí của những người da màu trong xã hội Mỹ, kể cả khi họ đã có được thành công to lớn. Sau khi đem đến cho khán giả một The Last Jedi đã tái định bộ ba hậu truyện Star Wars, Rian Johnson đã quyết định trở về với gốc rễ của mình, thể loại trinh thám, bí ẩn, giật gân. Với một kịch bản cực kỳ sáng tạo, phá cách, Knives Out chơi đùa với cảm xúc và trí thông minh của khán giả. Sở hữu dàn diễn viên toàn những ngôi sao đình đám nhất nhì Hollywood, Knives Out vừa là tác phẩm phá án kỳ thú nhất nhiều năm trở lại đây, vừa là lời cảnh tỉnh cho thực trạng chính trị xã hội đầy biến động của Hoa Kỳ.
Đúng như tên gọi, tác phẩm này kể về hai chủ thể, thứ nhất là con người và thứ hai là thành phố San Francisco. Trong phim, San Francisco hiện lên với không khí ô nhiễm, rác thải bừa bãi khắp nơi, tội phạm tràn đầy trên đường phố hay những con người bước qua nhau một cách hờ hững đến vô hồn. Nơi này như thể một khối mâu thuẫn đầy lộn xộn, thậm chí có phần điên loạn, thế nên những người thực sự thương mến nó phải tìm mọi cách để giữ lấy trái tim và linh hồn cho thành phố. Đó cũng phần nào là câu chuyện của Jimmy, chàng trai vẫn ngày ngày lèn vào tự mình chăm sóc cho ngôi nhà cũ của ông mình, dù giờ đây anh không phải chủ sở hữu của nó. Phim nhắc nhở chúng ta về một tinh thần luôn tỉnh táo đấu tranh bảo vệ những gì mình yêu, vì ta có thể để mất chúng bất cứ lúc nào. Và như Jimmy đã nói, bạn không có quyền ghét nếu bạn chưa từng yêu, bởi chỉ có những người đã từng rất yêu mới biết cảm giác đau đớn khi nơi ấy thay đổi để rồi biến nỗi buồn thành sự căm ghét. Có khi nào, tình yêu cũng một ngày trở nên vô gia cư, khi thành phố bạn thương không còn đủ bao dung và trong lành để đón nhận tình yêu đó. Chính sách một con ở Trung Quốc đã chấm dứt, nhưng hai nữ đạo diễn của Quốc gia một con không muốn bất cứ ai quên đi những hậu quả mà nó đã gây ra. Qua những câu chuyện cực kỳ cá nhân tới từ những cuộc đối thoại của đạo diễn Wang với những người đã sống qua thời kỳ này ở Trung Quốc, chúng ta thấy được rõ nét hơn chính sách một con qua góc nhìn của những người dân thường, biết được về những người phụ nữ bị các cấp lãnh đạo ép buộc phá thai, về nữ hộ sinh đã phải giúp đỡ những người phụ nữ này, về những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường để rồi bị bắt và bán cho các cô nhi viện, và về cả cặp vợ chồng người Mỹ cho đến nay vẫn đang tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Một câu nói chúng ta được nghe xuyên suốt phim là chúng tôi không có lựa chọn nào khác, thể hiện sự nghiệt ngã của chính sách một con khi nó ép chính những người dân của mình trở thành những kẻ tòng phạm. Từ những cảnh đầu tiên, đạo diễn Todd Phillips không lãng phí bất kỳ một phút giây, một phân cảnh nào khi ông ngay lập tức ném chúng ta vào thế giới nghiệt ngã, bị ghẻ lạnh bởi xã hội của Arthur Fleck. Nhờ sự dũng cảm dám đẩy phim đến mức R, cấm trẻ em dưới 16 tuổi, Joker thành công trong việc lột trần, rồi đặt lên màn ảnh những ngõ ngách bẩn thỉu nhất của một xã hội mục rữa, với đầy rẫy bất công mà những con người bất hạnh nhỏ bé như Arthur phải cắn răng chịu đựng ngày qua ngày. Để rời từ đó, trong mỗi chúng ta dần hình thành sự thấu cảm cần thiết để phần nào hiểu cho những cú trượt dài về tâm lý, về lương tâm, về đạo đức của nhân vật tiêu đề. Hustlers thực sự là một trong những trải nghiệm điện ảnh bất ngờ nhất của năm khi phim liên tục đưa người xem đi từ sự thú vị này đến sự ngỡ ngàng khác. Phim xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa những cô gái làm nghề vũ nữ thoát y ở phố Wall qua góc nhìn của Destiny, một cô gái gốc Á làm việc chăm chỉ để lo cho bà và con gái nhỏ. Destiny được Ramona dìu dắt, giúp đỡ, cùng xây dựng một tổ chức lừa đảo đẳng cấp của các quý cô. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện cuộc sống của nhóm vũ nữ một cách mỉa mai, châm biếm, phim còn tái hiện những mặt xấu xí của xã hội Mỹ, nơi những người đàn ông dùng những đồng tiền bẩn mua những niềm vui hào nhoáng. Giống như Ramona đã nói, thật ra cả đất nước này giống như một câu lạc bộ thoát y vậy. Ai trả tiền cho bạn thì bạn sẽ phải nhảy múa. Với một trong những mong muốn là thay đổi được định kiến của dân Mỹ về người Trung Quốc, thì vào năm 2014, chủ tịch của tập đoàn Fu Yao mở một nhà máy sản xuất kính ô tô ở nơi đất khách quê người, nơi ông tin rằng công nhân của hai nước có thể làm việc với nhau một cách hòa thuận, và trao cho hai đạo diễn là Bognar và Reichardt toàn quyền quay phim tại tất cả những công xưởng của tập đoàn này. Với cách làm phim mang tính khách quan cao, khi chỉ sử dụng những chia sẻ của những nhân vật trong cuộc, phim cho thấy những khác biệt vô cùng sâu sắc giữa hai nền văn hóa, về mối quan hệ khó bao giờ có thể thay đổi giữa chủ và tớ, trong một câu chuyện không có người tốt, kẻ xấu, mà chỉ đơn giản là những con người có quá nhiều sự khác biệt. 1917 thay vì là một tác phẩm đỉnh cao, đem đến cho khán giả một trải nghiệm đỉnh cao. Được dựng để tạo cảm giác như một cú long tách xuyên suốt, đạo diễn Sam Mendes và quay phim lừng danh Roger Deakins đặt chúng ta vào ngay giữa những chiến hào hồi hám bẩn thỉu, những căn nhà bỏ hoang mục nát và những chiến trường căng thẳng, như thể chính ta là người lính thứ ba đang theo sát hành trình kể trên. Và nếu câu chuyện cảm động về tình đồng chí, về nghĩa vụ thời chiến được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật, kèm theo đó là phần hình ảnh đẹp tuyệt vời chưa đủ để thuyết phục bạn, thì những bản nhạc lúc sâu lắng, lúc hùng tráng sẽ làm nốt phần còn lại. Sở hữu một kịch bản chắc chắn, thú vị, lôi cuốn cùng cách kể và kiểm soát nhịp cực kỳ tốt đến từ đạo diễn James Mangold, người từng đem đến cho khán giả Walk the Line hay Logan, Ford v Ferrari thực sự là một đường đua hoàn hảo đến từ nhà làm phim người Mỹ. Tuy có thời lượng lên tới 150 phút, nhưng câu chuyện về huyền thoại Ken Miles được xây dựng vô cùng hấp dẫn, với các tình tiết thú vị, gay cấn liên tiếp xảy ra. Bên cạnh những trường đoạn kịch tính, nghẹt thở của những cuộc đua, phim vẫn khiến khán giả có những giây phút nhẹ nhàng với những câu thoại thông minh, hài hước hay những khoảnh khắc đầy sâu lắng về tình bạn và gia đình. Chính việc phim không ngại xây dựng những phân đoạn bên ngoài đường đua, giúp đào sâu tâm lý và hoàn thiện tính cách nhân vật, khiến bộ phim càng dễ tiếp cận với khán giả. Honeyland đáng ngưỡng mộ ngay từ công sức mà đoàn làm phim đã bỏ ra, thể hiện qua khoảng 400 tiếng tổng tư liệu đã được quay. Nhờ sự bền bỉ đó mà câu chuyện của người phụ nữ nuôi ong tại Macedonia còn là nhiều hơn cả một phim tài liệu. Đó là những cảnh quay đậm chất điện ảnh, một câu chuyện như của một phim chính kịch có kịch bản chi tiết, rồi là những cảm xúc chân thực, nguyên vẹn càng giúp làm sáng lên những thông điệp của phim về sự tham lam đang phá hủy môi trường và cả linh hồn của chúng ta. Khác với một The Witch tuy nặng nề u mê nhưng vẫn có phần gần gũi chân thực, tác phẩm thứ hai của Robert Eggers là The Lighthouse,
khoác lên mình một tông màu trắng đen hoài cổ cùng tỷ lệ cận vuông hẹp hòi như đưa chúng ta đến với một thế giới hoàn toàn khác. Đó là một nhà tù cô lập, đầy bão tố của hai người khác đèn tại một hòn đảo nằm xa ngoài khơi. Tại nơi mà dẫu một trong hai có thật sự điên thì cũng chẳng có người thứ ba để kiểm định thông tin này. Cặp nhân vật của chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của khổ lao, của sự ruồng bỏ, của những ham muốn bị kìm nén. Để rồi cả hai đều bị nhấn chìm trong rượu chè, điên cuồng và bạo lực khi cố gắng chạm đến ánh sáng từ ngọn hải đăng. Với những khán giả đủ nhẫn nại, The Lighthouse sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện xoắn não với những hình ảnh trừu tượng đầy ẩn ý cùng màn hóa thân tuyệt đỉnh của Willem Dafoe và Robert Pattinson. Mà hơn thế, nó sẽ dấy lên trong mỗi chúng ta câu hỏi, liệu ngoài đời thực có thứ gì tương tự như ngọn hải đăng kia không? Và chúng ta sẵn sàng làm những gì để đạt được nó? Đặt bối cảnh ở đất nước Argentina vào năm 1975 là một năm trước khi quân đội nước này đảo chính và cài đặt một chế độ độc tài, thì Rojo không khắc họa trực tiếp những biệt đội tử thần đi săn lùng những kẻ chống đối, cũng không thể hiện những đau thương mà những nạn nhân của chế độ này phải trải qua, mà lựa chọn thể hiện những sự thật đó qua một giai cấp có thể coi là tòng phạm chính của những bi kịch này, đó là một giới thượng lưu quá thờ ơ trước những bi kịch đang diễn ra xung quanh mình, cụ thể là nhân vật chính, một vị luật sư có tiếng chưa nhận ra hay chưa chịu chấp nhận một sự thật rằng ông đang tiếp tay cho chế độ đang đem đến những bi kịch đó. Và với góc nhìn khác biệt này và cách thể hiện đầy tính nghệ thuật, thì Rojo sẽ luôn luôn là một tác phẩm quan trọng và mang tính thời đại. Sau tác phẩm kinh dị đầu tay có thể nói là xuất chúng, thì đúng một năm sau, đạo diễn Ari Aster đã tái xuất màn ảnh lớn với Midsommar. Gạt bỏ gần như là hoàn toàn tông màu u tối ảm đạm của những kế hoạch quỷ quyệt, Midsommar theo chân nhân vật chính Danny đến Horga, một ngôi làng biệt lập luôn đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ ở Thụy Điển, để tham gia lễ hội tiêu đề và để phần nào làm dịu đi vết thương tinh thần. Tuy nhiên, đừng để những khung hình tràn ngập ánh sáng và nhạc điệu đánh lừa bạn. Chính những yếu tố đó tách biệt Midsommar khỏi những phim cùng thể loại, khi dù diễn ra giữa ban ngày thì nó không đưa chúng ta tới thiên đường, mà trái lại sẽ liên tục nhấn đầu người xem xuống vực thẳm tràn đầy bất an qua câu chuyện đen tối, đầy rẫy những cú ngoặt khó đoán, qua các cú máy one take dai dẳng đến bí bách cùng phần âm thanh da diết sởn gai ốc. Một lần nữa, chúng ta được chứng kiến chiến tích lịch sử của toàn nhân loại trên màn ảnh lớn. Lần này từ những thước phim 70mm mới được khai quật về cuộc hành trình của tàu Apollo 11 lên mặt trăng. Hoài bão của đạo diễn Todd Douglas Miller đã trở thành hiện thực khi thời khắc vĩ đại này được tái hiện như một phim giật gân, với không một lời dẫn chuyện mà chỉ có những tư liệu tìm được từ thời đó. Và thành quả cuối cùng của đoàn làm phim khiến cho những phim khác về thời khắc này trở nên thật nhỏ bé. Little Women được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên, kể về câu chuyện soi cành bốn chị em nhà March, những cô gái sinh ra và lớn lên với những định kiến của thời đại về phụ nữ và hành trình nỗ lực theo đuổi ước mơ của họ. Dù đây đã là lần thứ 7 cuốn tiểu thuyết kinh điển của văn học nước Mỹ được làm thành phim, nhưng nữ đạo diễn tài năng Greta Gerwig vẫn biết cách thổi hồn cho câu chuyện tưởng chừng đã quá quen thuộc này bằng cách khám phá những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của từng nhân vật, những người phụ nữ độc lập, năng động, dám sống, dám yêu, dám mơ những giấc mơ của riêng mình trong bối cảnh xã hội phương Tây vẫn còn nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ. Với cách kể chuyện phi tuyến tính đan xen giữa hiện tại u ám và quá khứ rực rỡ, cùng điểm nhìn linh hoạt thay đổi giữa ngôi kẻ thứ nhất và ngôi kẻ thứ ba, phim đưa người xem đến với cuộc hành trình thi vị đầy cảm xúc của từng người phụ nữ bé nhỏ, mà nếu chọn một từ để khái quát thì xin được gọi là những cuộc hành trình để trưởng thành. Birds of Passage bắt đầu tại Colombia vào năm 1968, và qua năm hồi của phim, chúng ta được đi qua cuộc hành trình dài hơn 10 năm của Rapayet và gia đình mình để trở thành một đế chế buôn ma túy hùng mạnh. Phim cho ta thấy những nét đẹp văn hóa của tộc người Wayuu qua sự tỉ mỉ trong từng nghi lễ, trang phục, bài hát của bộ tộc này, và chính những nét đẹp đó khiến cho chặng đường lên tới vinh quang và rồi là tụt dốc của gia đình này lại càng hấp dẫn và bi thương khi tất cả những giá trị tưởng chừng như bất khả xâm phạm của họ bị thử thách bởi những hoài bão và sự tham lam. The Irishman kể một câu chuyện phi tuyến tính về các năm tháng đã qua trong cuộc đời của Frank Sheeran, một nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen Hoa Kỳ thập kỷ 50, 60 và 70 của thế kỷ trước. Từ khi ông là một cựu binh phải lái xe chở thịt lợn, cho đến khi Frank trở thành cánh tay phải thân thiết của ông trùm Jimmy Hoffa. Tuy sở hữu thời lượng khổng lồ lên tới 3 tiếng 20 phút, nhưng câu chuyện tội phạm trong The Irishman gần như không bao giờ làm khán giả phải cảm thấy nhàm chán. Martin Scorsese cùng editor lâu năm Thelma Schoonmaker luôn tài tình dẫn dắt chúng ta qua từng sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Frank. Qua mỗi khoảnh khắc, chúng ta lại có thêm cái nhìn rõ nét hơn về cách hoạt động sai trái nhưng lại đầy phép tắc của mafia, về sự ảnh hưởng thấm dần qua thời gian của công việc Frank lựa chọn đến gia đình mình và một lịch sử đầy biến động của đất nước Mỹ. Kiệt tác The Irishman lại là một minh chứng rằng không ai có thể thực hiện các bộ phim gangster cuốn hút như Martin Scorsese, và thế giới điện ảnh chắc chắn sẽ bớt thú vị hơn nếu một ngày ông quyết định dừng làm phim. Jojo Rabbit là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Taika Waititi, người vẫn luôn nổi tiếng với cách kể chuyện hài hước, dí dỏm, thơ ngây mà vẫn mang những thông điệp ý nhị và sâu sắc. Tác phẩm xoay quanh một đề tài đầy tính thách thức, nạn diệt chủng người Do Thái từ góc nhìn của những người sống dưới chế độ quốc xã. Điều khiến bộ phim trở nên xuất sắc và thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả là do Taika Waititi đã quyết định kể câu chuyện đầy bi kịch này dưới góc nhìn châm biếm của một cậu bé lớn lên với những tư tưởng độc tài mà cậu cho là lý tưởng.
sự tương phản giữa sự tàn độc, vô tình của chiến tranh với lòng trắc ẩn vô tư của những đứa trẻ buộc phải trưởng thành trong thời chiến, đã đem đến một thông điệp phản chiến đầy tinh tế, đồng thời khẳng định tấm lòng của chính người kể chuyện. The Farewell xoay quanh lời nói dối về bệnh tình của bà Billie, khi cả gia đình đều thống nhất rằng sẽ giấu bà sự thật rằng bà chỉ sống được 3 tháng, để bà có được những ngày tháng cuối đời vui vẻ nhất, điều mà gần như mọi gia đình ở Trung Quốc đều sẽ lựa chọn. Còn Billie, sinh sống và lớn lên ở nước Mỹ xa xôi, có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô muốn tôn trọng sự thật và muốn nói với bà nội điều ấy, vì cô tin rằng bà mình cũng muốn được nói lời từ biệt. Phim khai thác cảm xúc và chạm đến trái tim người xem một cách cực kỳ tự nhiên. Đặc biệt, văn hóa Á Đông được thể hiện thật đáng yêu qua những chi tiết nhỏ, đem đến cho người xem một khoảng thời gian tuyệt vời để chiêm nghiệm về tinh thần, về sự khác biệt giữa những nền văn hóa và về một lời nói dối chân thành mà chính chúng ta chắc hẳn cũng sẽ bối rối khi phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Tuy tựa đề là câu chuyện hôn nhân, thế nhưng tác phẩm mới nhất của đạo diễn Noah Baumbach lại kể về đoạn kết của một câu chuyện tình khi Charlie và Nicole quyết định ly dị và buộc phải bước vào cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con. Với một đề tài quen thuộc, Marriage Story đem tới những câu chuyện nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể thấy mình trong đó. Đó là những cuộc cãi vã không đầu không cuối, đó là sự mâu thuẫn giữa ước mơ cá nhân và hạnh phúc bình yên của hai người, đó là sự thấu hiểu và cảm thông trong một mối quan hệ, và đó là sự thật về việc chỉ tình yêu là không đủ để hàn gắn những vết nứt đã âm ỉ lớn hơn mỗi ngày. Được viết từ chính những trải nghiệm thực tế của đạo diễn, bộ phim là những lát cắt rất chân thực, có thể tiếc nuối mà không hề bi kịch hóa. Cộng với màn trình diễn xuất sắc từ Adam Driver và Scarlett Johansson, phim không chỉ đem tới những cái nhìn sâu sắc về tình yêu, về hôn nhân, mà còn về giá trị của việc thực sự sống đối với mỗi con người. Tác phẩm thứ 9 của Quentin Tarantino là trường hợp hiếm hoi mà chúng ta có thể bỏ qua những cảnh quay dài lê thê, một câu chuyện không rõ trọng tâm và một nhân vật chính không quá thú vị, bởi đó rõ ràng không phải những thứ mà vị đạo diễn này hướng tới. Thứ Quentin muốn đem đến là một bức tranh đầy mơ mộng của cuộc sống tại kinh đô điện ảnh Hollywood vào những năm 60 và cảm giác nghẹn ngào suốt 2 tiếng 20 phút mà người xem có được về một thời huy hoàng đã qua này, cùng với sự thôi thúc để xem lại tác phẩm này thêm một lần nữa. Once Upon a Time in Hollywood không giống với bất cứ tác phẩm nào trước đây của Quentin, và nhịp độ chậm rãi, thong thả ngay cả trong những cảnh bạo lực cho ta thấy rằng ông không còn đặt nặng việc khiến người xem phải châm trồ và ông đã bước sang một ngưỡng mới trong sự nghiệp làm phim của mình. Với một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết, Parasite theo chân gia đình Kim nghèo khó tinh quái với kế hoạch thâm nhập vào vật chủ, gia đình Park giàu sang, sung túc. Về ngôn ngữ điện ảnh được sử dụng đầy tinh tế, bộ phim mới nhất của Bong Joon-ho sẽ luôn khiến người xem phải há hốc mồm trước những cú ngoặt không tài nào lường trước, phải dán mắt vào màn hình mong chờ những lời giải đáp cho hàng loạt những câu hỏi đến dồn dập. Để rồi đến những giờ phút cuối cùng, sự thật khi được phơi bày sẽ hạ đo ván kể cả những khán giả khó tính nhất. Trải nghiệm khó quên này còn khiến bất cứ người xem nào phải rung mình trước thực tại của thế giới, ngẫm nghĩ lại những hành động của bản thân, và thật khó có thể đòi hỏi nhiều hơn như thế từ một tác phẩm điện ảnh. Câu chuyện tình yêu ở cuối thế kỷ 18 giữa nữ họa sĩ Marianne và đối tượng không hề tự nguyện của mình, Eloise, là một góc nhìn vô cùng mới mẻ về một mối quan hệ đồng tính nữ. Khi khác với những Blue is the Warmest Color và Carol, nó được chỉ đạo và viết bởi một người phụ nữ. Khác biệt vô cùng quan trọng này giải phóng người xem khỏi hình ảnh của phụ nữ qua góc nhìn của một người đàn ông mà chúng ta đã sẵn quá quen thuộc, và giúp cho những khoảnh khắc cảm xúc nhất giữa những tình nhân không còn phải là những cảnh nóng lộ nhiều da thịt, mà là khi những nhân vật này thực sự nhìn thấy nhau từ những phần thăng đến trầm nhất. Cách sử dụng hội họa và âm nhạc giao hưởng thông minh cũng sẽ khiến cho người xem có một góc nhìn hoàn toàn mới về những hình thức nghệ thuật này. Nhờ sự hòa quyện hoàn hảo này, Portrait of a Lady on Fire là một trải nghiệm toàn diện và chắc chắn là một trong những phim quan trọng nhất của thập kỷ. Nếu phải lựa chọn trong danh sách này một phim hoàn hảo thì đó sẽ là Pain and Glory, khi nó động vào rất nhiều chủ đề, từ sức khỏe, các mối quan hệ cá nhân, những khó khăn của một người nghệ sĩ, chính trị, và làm nổi bật tất cả những chủ đề đó một cách sâu sắc và lồng ghép chúng một cách hoàn toàn tự nhiên. Cùng với màn thể hiện bậc thầy của Antonio Banderas, những thức phim đầy tính nghệ thuật, âm nhạc gây ám ảnh và một câu chuyện dễ theo dõi dù không đi theo trình tự thời gian, thì câu chuyện bán tự truyện của chính đạo diễn Pedro Almodovar xứng đáng với hai chữ tuyệt phẩm. Uncut Gems phải mất 10 năm mới có thể đến được với công chúng, và thật may là anh em nhà Safdie đã chờ lâu đến như vậy, khi mà mỗi dự án họ cùng thực hiện trong khoảng thời gian chờ đợi dài đó đều đã là một sự chuẩn bị không thể kỹ lưỡng hơn cho tác phẩm để đời của họ. Đó là cuộc đời của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, là mối quan hệ độc hại nhưng mãnh liệt của những con nghiện không có nơi nương tựa, và là hành trình lún sâu vào tội ác chỉ trong một ngày của một kẻ bị dồn vào bước đường cùng. Với một kịch bản tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, một Adam Sandler trong phong độ cao nhất sự nghiệp của mình, và sự nghiên cứu kỹ lưỡng của anh em nhà Safdie về quận Kim Cương ở New York, một nơi hỗn loạn đến mức mê hoặc mà họ đã tái hiện không thể chân thực hơn, thì Uncut Gems cho chúng ta trải nghiệm cả một sự tồn tại chỉ trong 2 tiếng, cho chúng ta nếm trải trực tiếp những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng và đáng sợ nhất là cả thăng hoa tột cùng của một con nghiện cờ bạc. Uncut Gems sẽ thử thách tâm lý của bất cứ người xem nào và là một trải nghiệm không thoải mái một chút nào, nhưng đó cũng chính là lý do mà không ai nên bỏ qua nó. Bởi lẽ, một sự thật giá trị như của Uncut Gems sẽ không bao giờ đến với chúng ta một cách dễ dàng.
Các bạn nghĩ sao về những lựa chọn này và cách mà chúng được sắp đặt? Nếu thấy đây là một danh sách tuyệt vời hay tệ nhất lịch sử thì cũng hãy để lại comment để chúng ta có thể cùng tranh luận nhé. Tình hình dịch không đi đâu được thế này thì nên cãi nhau một tí cho đỡ bức bối các bạn ạ. Không thì hãy cày phim thật mạnh vào nhé. Và nếu thấy phim nào đó phù hợp để phê phim phân tích thì nhớ chia sẻ. Và tất nhiên, nếu thích video này thì hãy nhấn like. Và để được nghe tiếp những gợi ý thú vị về những phim các bạn có thể nằm nhà xem thì hãy đăng ký vào kênh nhé. Chúc các bạn ở nhà vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.